Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một sản phẩm quạt mini có màu, cánh quạt thì có màu. Giờ mình sẽ mở hộp nó. Bên trong thì có một cáp micro USB, có pin sẵn và một thân máy. Đây, có pin sẵn. Pin là màu tím. Đây nó có 3 chế độ. Bây giờ bật thử đi. Đây. Nó có cả đèn. Đèn đổi màu luôn. Mạnh lên tí này. Mạnh hơn nữa. Cái này là đèn, cái đèn ở đây tắt bật tắt bật, à các bạn chỉ có vậy thôi. Xin cảm ơn mọi người.